năm nay là ra một cái sản phẩm máy massage Panasonic EP3102-3 cho mình đây. Đối điện Nhật Bản mới nhập hộp thì 100%. Thì anh nào anh có đi tham khảo một số shop trải nghiệm và cũng đến Tuấn Gia Ba để trải nghiệm. Thế thì anh cũng trải nghiệm một số dòng như là Mida Robo 1000, Panasonic MA100. Thế thì rồi là anh về tìm hiểu thêm và anh nghe quyết định là lấy một con ghế massage mới đập hộp. Hôm nay là anh đã nhận cái ghế này. Thì anh có chia sẻ cái cảm giác mà anh trải nghiệm những dòng đời nó ghế nó khác nhau như nào, như thế này nó là có thể chia sẻ được không? Thì sau khi mà tìm hiểu một số cái sản phẩm của các hãng khác nhau, như là với Yada và Panasonic thì tôi cũng mua qua tiếp xúc mà cũng có đến cái trải nghiệm tại cái cửa hàng lớn Tuấn Sapa, thì tôi cũng quyết định đến cái phẩm hàng của Vinh 2. Và đây cũng là một cái màu mà đặc biệt nhất ở trong ba cái gam màu về hợp với không gian của tôi thì thấy nó rất là phù hợp. Và thứ hai, tất cả những thông tin mà sau khi đã qua nhiều shop, những shop của Tuấn thì anh chia sẻ những thông tin rất là chính xác, rất là tôi cảm thấy cái sự tin tưởng, tôi cảm thấy là đúng là có sẵn là một cái sản phẩm đã được bày sẵn trong cửa hàng, cũng không mất thời gian để đợi lâu nên tôi quyết định là liên hệ với anh và cũng mua luôn cái sản phẩm này để mà trải nghiệm. Hôm nay trong quá trình thực tế thì thấy là đúng như là mình mong đợi, mình thu được cái sản phẩm đúng như mình mong đợi là rất là phù hợp với cả cái suy nghĩ cũng như là cái phù hợp với cả cái số tiền mình bỏ ra, chúng tôi rất là hài lòng. Cảm ơn anh Tuấn một cái sự tư vấn tận tâm cũng như là đối với cái khách hàng cái gì đó nó đúng đắn nhất và nó hợp lý nhất cho người tiêu dùng. Cảm ơn anh. Cũng cảm ơn anh vì cũng được chia sẻ với anh như thế này. Thật ra thì khách hàng nào thế thôi, anh thì là cũng là cái may mắn là cũng gần chỗ Tuấn Japan thì anh cũng đến anh được trải nghiệm, và kể cả anh cũng đi không phải là cũng gần mà chỗ xa cũng trải nghiệm rồi những dòng đế. Nhưng mà kể cả những người xa, Tuấn bao giờ cũng tư vấn để những cái gì mình là con người mình cũng nhìn nhận được cái gì là đẹp, cái gì là tốt để Tuấn là dân kỹ thuật. Nhưng mà có những cái phong cách mà để mà mình phù hợp, mình cũng không kiểu như là vì cái lợi nhuận nhất. Ví dụ như một cái dòng ghế Panasonic MA102 này, cái dòng ghế mà màu đen ấy, thì đa phần nhá, các shop ở Việt Nam bán là bằng giá nhau đấy. Và nhưng người ta rất ít mang những cái màu kem của bạn về. Anh đã tham khảo anh thấy cái điều đấy đúng không? Một số khác thì người ta nhập lượng 4 chiếc, 5 chiếc, 9 chiếc và màu đen thì cũng có cái màu nào khác. Đó, đấy là cái kinh doanh của người ta. Đấy, nhưng mà Tuấn Japan thì luôn luôn chia sẻ màu nào Tuấn lấy về. Đương nhiên là thật sự chia sẻ với anh em và trên YouTube là cái những màu này Tuấn Japan để muốn là làm đẹp và làm cho khách hàng thêm nhiều lựa chọn luôn. Chứ còn những cái một con ghế mà bán dòng màu be này thì lại xuất rất ít, nó không bằng cái màu đen. Đó. Tuấn Japan không có gì phải giấu giếm cả, đây là chia sẻ. Còn anh chị em thích màu nào thì Tuấn Japan cũng không có. Đó. Và nhưng cái vấn đề là mình lựa chọn, mới đầu anh định lựa chọn con Robo 1000 đấy, Ira Robo 1000, xong là anh lý do gì mà anh lại đổi sang cái Panasonic MA Blank 2? Thực ra là giữa thêm ban đầu ấy, thì là mình có tham khảo được cái dòng Ira, tự nhiên là nó là cái kỷ đồ cũng như gốc của cái cửa hàng ghế massage của Nhật Bản. Nhưng sau khi mà đã qua chỗ tư vấn cũng như anh tư vấn thêm cũng như sự trải nghiệm thực tế thì mình có cái suy nghĩ là thực ra Panasonic là cũng hãng rất là tên tuổi và nổi tiếng để tính toàn cầu, thậm chí là mọi người biết đến Panasonic nhiều hơn là Ira. Những ai mà biết đến Ira là những người mà người ta tìm hiểu sâu hoặc ít thì người ta mới hiểu Ira là sản phẩm nào. Nhưng mà đến cái sản phẩm Panasonic thì cũng rất là hài lòng về thứ nhất hai lý do. Một là hàng nó có sẵn ngay tại shop của anh Tuấn và mình không phải đợi chờ. Thứ hai nữa là sau khi tìm hiểu nó cũng qua là hàng là nguyên đảm nguyên bản nguyên đai nguyên kiện và mới 100% thì rất là hài lòng. Thứ hai nữa mình không mất thời gian đợi chờ. Thứ ba nữa là qua cái tư vấn trao đổi chia sẻ của anh Tuấn thì là quyết định cái sản phẩm này thì rất là phù hợp với cả và hài lòng, mình quyết định lựa chọn thứ nhất là mình làm.
bao giờ nói là điều tử tế. Vì nói kinh doanh thì ông mà nói là chia sẻ thì nghe đâu đó nó không đúng, nhưng Tuấn Gia Ban vẫn có quan điểm. Tại vì mình bán cái sản phẩm tốt chuẩn thì người dùng người ta bỏ tiền ra, người ta mua, người ta cũng thấy thích, chứ không phải là người mình chỉ vì lợi nhuận mình bán cái sản phẩm đó hàng lướt hàng bông má thì đến cái khách hàng mình lợi nhuận cao một chút, nhưng mà khách hàng người ta đôi khi người ta có cái bực bội khi mình sử dụng nó không được như ý. Rồi cảm ơn anh khi đã tin tưởng Tuấn Gia Ban và đã ủng hộ Tuấn Gia Ban. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh cũng ăn thêm được nhiều những cái sản phẩm tốt. Rồi cảm ơn anh. Rồi xin chào tất cả anh em.